Mọi người đã quay trở lại với chuỗi video chia sẻ kinh nghiệm về quảng cáo Facebook từ website cuongbích.com. Thì trong video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người về một cái công cụ mà giúp mọi người phân tích fanpage. Thì trước đây tôi đã có chia sẻ với mọi người về cái công cụ mà để phân tích fanpage của đối thủ. Nhưng mà trong video hôm nay thì cái công cụ này chỉ giúp mọi người phân tích fanpage của mình thôi. Nhưng mà nó rất là hữu ích cho mọi người. Nó sẽ có những cái chỉ số như là tổng số người nhìn thấy trên tổng số người like chẳng hạn, hay là độ lan truyền, hay là tỷ lệ spam như những người bỏ like khi xem bài chẳng hạn. Thì mình thấy rất là có ích nên là mình làm video này để chia sẻ với mọi người. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có cái địa chỉ web như sau. Thì mình sẽ đưa dưới đường link của dưới comment ở dưới bên dưới video mô tả video cho mọi người nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ đăng ký. Đây, số điện thoại ví dụ chẳng hạn 84 nhé. Tám bốn chín không ba, mình đưa một số bất kỳ đi. Ok, tôi hiểu. Và ở đây thì chắc chắn là chúng ta phải cần quyền kết nối với Facebook rồi. Ok, và ứng dụng sẽ yêu cầu là sẽ nhận trang cá nhân. Ok, mình đồng ý. Ok luôn. Ồ, nó có chút lỗi hay sao? Mình thử lại nhé. À đây, nó vào đây rồi mọi người. Thì ở đây ví dụ như thế này. Chúng ta sẽ phân tích một cái trang này chẳng hạn. Không có bài post nào đâu. Lâu rồi họ không post. Ok. Ví dụ mình xem cái trang này đi. Cái nick này nick, nick phụ nên thỉnh thoảng lâu rồi mình cũng không viết bài. Không có luôn. Thử trang này xem. Thì mọi người sẽ chờ nó chạy một chút nhé. Đây, bây giờ nó đã chạy xong. Ok. Đây, thì nó sẽ có một cái bảng hướng dẫn cho mọi người. Đấy, chúng ta có thể xem qua các tỷ lệ cơ bản. Đấy, ok. Ok luôn. Thì mọi người sẽ thấy này, ví dụ đây là tổng cái lượt mà cái lượng fan, tức là cái lượng người phản hồi á. Đây nha, mọi người nhìn ở đây này, nó chỉ vào nó sẽ thấy này. Đấy. Đấy, ví dụ ở đây có 651 người like chẳng hạn thì nó reach đến là 164 người. Và tỷ lệ đó là 25%. Thì chúng ta sẽ xem cái này để xem thử là cái bài của chúng ta thì nó có tốt không, Facebook có bung cho được nhiều người xem hay không. Tiếp theo là mọi người sẽ thấy đây là cái tỷ lệ viral của nó. Tức là nhiều người xem hay không ấy. Và ở đây là nhiều người ở đây xem, đây là những cái người mà bạn bè của những người like ấy. Mọi người thấy ở đây là có 237 này. Ở đây là có CTR này, là bao nhiêu người click này. Đây là tỷ lệ spam. Có thằng nào nó ghét mình không? Ví dụ mọi người thấy đây này. Đấy, thì đây nó sẽ cũng có chỉ số cho mọi người. Đây là tổng số tương tác, ví dụ mọi người nhìn ở đây. Và đây là cái số người thấy. Tổng số, và trong đó thì nó có bao nhiêu là lượt tự nhiên, bao nhiêu là lượt viral và có bao nhiêu lượt trả phí. Cái này thì nó cũng giúp cho mọi người kiểm tra được thử là cái người chúng ta thuê chạy quảng cáo á, họ chạy bao nhiêu rồi. Ví dụ đơn giản thì chúng ta có thể lấy cái lượt trả phí này nhân cho trung bình CPM đắt thì tầm khoảng 50 ngàn chẳng hạn để biết là họ chạy bao nhiêu tiền. Cái 50 ngàn ở đây là tôi đưa ra cái ví dụ thôi nhá. Còn có thể là rẻ hơn hoặc là đắt hơn tùy ngành hàng, nhưng chúng ta kiểm tra được là họ có chạy quảng cáo hay không. Và những cái bài này nó bị nhiều người phản hồi nó không tốt thì chúng ta xử lý lại. Đây ví dụ bài này nó phản hồi không tốt này. Đấy. Thì cái công cụ này thì nó giúp cho mọi người kiểm tra cái tình hình bài viết fanpage của mọi người, giúp mọi người xử lý lại. Ví dụ bài này tại sao nó tốt thì mình sẽ nghiên cứu. Bài này tại sao không tốt? Bài này tại sao mà nó lại được ít như vậy? Thì chúng ta sẽ nghiên cứu những cái bài tốt
và xử lý lại những cái bài không tốt. Thì chúc mọi người thành công nhé, và hãy ghé thăm web của mình nhé. Chào mọi người.